Xin chào tất cả quý vị và anh chị nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị chiếc GLA phiên bản 250. Xe này của em màu đỏ biển Hà Nội nhé, biển 30A08209. Xe này sản xuất năm 2015, chạy 28.000 mai. Đấy. Lốp thì còn rất là dày ạ. Dàn lốp này rất là mới. Đấy. Màu đỏ sẽ rất hợp với các chị nào mà thích những chiếc xe Mercedes-Benz thương hiệu hạng sang mà nó lại nhỏ gọn nhá, dễ đi lại. GLA phiên bản 250. Đấy. Xe mới mua, chưa kịp dọn dẹp gì cả, còn nguyên bản. Ở cái phiên bản này thì được sử dụng ghế da lộn anh chị nhá. Đấy. Nhìn nó lạ mắt đúng không ạ? Ngay cả cái tựa đầu ở trên hai hàng ghế trước nó khác thường so với xe khác. Chiếc này của em còn rất là mới nhá anh chị nhá. Đây, ghế da lộn rất là đẹp. Đóng cửa xe mèo cũng nào cũng chắc chắn. Nó không ọp ẹp như xe Hàn. Chiếc này thì em đang chào bán trên thị trường với giá ở loanh quanh khoảng 1 tỷ nhá anh chị nhá. Nếu anh chị nào thiện chí thì cứ alo trực tiếp cho em để giao dịch thì nó dễ hơn ạ. Thời buổi này thì chỉ muốn bán nhanh để thu tiền về thôi, cũng không cần phải lời lãi quá nhiều làm gì cả. Có đủ chi phí là bán thôi. Rất là đẹp ạ. Màu đỏ rất là thời trang. Xe sang. Đây, chạy 28.000 mai anh chị nhé. Km chuẩn đấy ạ. Em báo test hãng, check hãng thoải mái cho anh chị luôn. Đấy. Ấp chìa khóa em lại không có ở đây rồi. Chiếc này của em thì nó có thêm cửa nóc anh chị nhá. Cửa nóc đôi luôn, cửa nóc về tận đằng sau luôn. Nó một dạng cửa nóc panorama đấy. Một dạng là cửa nóc panorama toàn cảnh. Có cửa nóc anh chị nhé, trên bản 200 thì sẽ không có cửa nóc ạ. Bản 250 này nó mới có cửa nóc thôi. Đấy, anh chị nhìn thấy cửa nóc không ạ? Rồi ngắn gọn lại một chút nhé, em có chiếc GLA phiên bản 250, sản xuất năm 2015, nhập khẩu anh chị nhé, màu đỏ, sản xuất năm 2015. Chạy 28.000 km. 28 bạn mai. 28.000 mai. Em xin lỗi, 28.000 mai ạ. Chiếc này em bán loanh quanh khoảng 1 tỷ nha. Anh chị nào có nhu cầu thiện chí thì hãy alo cho em. Em là Song Thảo. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video của em. Khi cần có thể liên hệ với số điện thoại của em nhé. Đừng quên là like và đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Em chào tất cả các anh chị ạ.